Ngày và tự thiền sư đã bị kinh thọ tòa những người vào chuẩn bị tâm ni và tập định đến lễ mạng ba lễ bây giờ là phần cơn giới thì cơn giới năm giới và tám giới của Phật thì những vị nào có năm giới thì tại cái giới thứ sáu thì cũng phải chúng ta xin thành kính lễ niệm kính bạch ngài chúng con xin thọ đề tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích kính bạch ngài chúng con xin thọ đề tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì kính bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Phật của bà đó. Ngài là bậc A-la-hán cao tưởng được chân quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Phật của bà đó. Ngài là bậc A-la-hán cao tưởng được chân quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của bà đó. Ngài là bậc A La Hán cao tưởng được chân quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao tưởng được chân quả trên biên tri. Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao tưởng được chứng quả chân niên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy,
con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chân tiên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Phép quý Tăng bảo tràng độ trẻ có bao nhiêu? Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ trọn cấp. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ trọn cấp. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ tà dâm. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ tà dâm. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ thông dâm. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ thông dâm. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ nói dối. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ nói dối. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Từ thiện tinh năng thở trì ngồi dây này cho được trong sạch mới đang vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bảy các thiên chư thiện tinh và đang thọ trì giới luật được trong sạch công an đà lâm nhân. Sa thu lành thai. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sự mua tối càng đàn xem mua nghe đàn kèn trang điểm qua vật thơm dội phân và đeo tràng qua. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự mua nát hỏi kèm rằng xem mua hát nghe đừng kèm trang điểm kho vật hơn rồi phóng và đeo trạng hoa. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới chọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để con giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày đi lai. Chư thần tinh nên thở trì bát quan trai giới được trong sạch trở ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh vì cõi trời cũng nhờ dư dơi, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư dơi,
Đạo chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi ta cây nên chư thiện tin và đáng tỏ trì giới luật chỉ được trong sạch cũng nên đã làm nhờ. Sa thuốc làm thay. Bạn thiên bận nhắm người khẩn khoản. Phật nhắm lời những chẳng nghĩ giờ hơn. Biết lòng mở ra hai đời. Nhắm vượng lọc giá ngại đời chân sang. Nếu có đổ ra ta hàng đệ tử. Có năm mà thầy thích giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chân như. Được thêm luôn ở chỉ hồ dư rồi từ đó mở mang giao pháp bốn mươi lăm giáp tên còn một lòng chẳng thôi không mơ mòn những điều lợi ích tam hằng còn lâu năm cả tam giới thượng phổ cập đám mưa lần rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chúng ninh tôi mê cầu được trí lời trí vẹn toàn. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Himaya Samma No Samma Padipatiya Puttang Pojemi. Himaya Samma No Samma Padipatiya Thamang po jemi. Himaya thamma no thamma paripatiya Sankhang po jemi. Con đem hết lòng thành kính lâm lệ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chân vải trên biên tri, do Ngài tử ngõ không thể chế giải. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự là phải cúng dường quan hồng ăn tăng bảo họ trì quyền giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần trước nhất của buổi sáng khóa thiền hôm nay liên quan với sự thực tập nên giải thích trước và sẽ bật bổ túc thêm những chi tiết của hành giả hỏi. Câu hỏi số 1. Kính bạch Ngài, khi đến lúc cuối của giờ đi kinh hành, con có nhận được tầng tác ý chuyển động của gió đưa thân con hướng về phía trước từ phần của bàn chân từ nhẹ đến nặng với sự cứng của đất. Con có hướng muốn nhắm mắt lại vì cảm thấy sự ghi nhận chuyển động của con càng chìm sâu hơn.
Đó là câu hỏi. Con muốn, con có khuynh hướng muốn nhắm mắt lại vì cảm thấy sự ghi nhận chuyển động của con càng chìm sâu hơn. Như vậy hành giả khi đi kinh hành, thiền hành phải đi tới cần phải thấy. Hành giả có thể hạn chế mở mắt như bình thường, cũng như mắt chúng ta có thể thường chúng ta dùng nhìn thẳng tới trước, nhìn qua mặt, nhìn qua trái. Đó là bình thường của đời sống thế gian. Nhưng mà cái hành giả hành thiền thường hướng dẫn quý vị đi thiền. Như vậy giờ đi, đi khác hơn ngồi. Vậy cái vai nghi đi này là phải mở mắt. Quý hành thả có thể bớt, không phải mở như bình thường, như có thể mở 1/3 của mắt, cũng như mở thẳng, mở hết hoặc vậy nhìn xuống nè, dù mấy con mắt này đã bắt đầu nó bớt 2/2. Như vậy còn 1/3 của thì có thể thấy được. Như vậy quý vị chỉ thấy đường thôi, đường có thể bề ngang của đường chừng 2 thước như vậy đó, và đi tới trước 2-3 thước như vậy đó. Như vậy quý vị không nên nhắm mắt hẳn, và nếu quý vị nhắm mắt á, quý vị không thể đi được. Như vậy quý vị phải mở 1/2, 1/3. Yeah, đó là cái sự khuyến khích của quý vị như vậy. Và quý vị để ý cả một trong câu hỏi đó, con xin hỏi có thể thỉnh thoảng nhắm mắt chút để cái đó đó chút khi đi kinh hành, được chút à? Cũng nhớ sẽ nói là mở 1/3 đó, được nè, mở được. Thứ hai, nếu con mệt, con cần đứng thiền nhắm mắt lại thì nên đứng bao lâu thưa ngài? Như vậy khi quý vị ngồi thiền 1 tiếng, nếu mà giả sử thân cân bằng đó, nghĩa quay nghi cho đều, quý vị có thể ngồi 1 tiếng, và quý vị đi 1 tiếng, và quý vị đi đứng 1 tiếng. Như vậy đứng đó nghĩa là quý vị đứng thiền, không ngồi, không đi, mà quý vị đứng. Nó gọi là đứng thiền. Thì quý vị có thể đứng 1 tiếng, hoặc xuống lại 45 phút, hoặc xuống lại tùy quý vị 40 phút, 30 phút, vân vân. Đó gọi là thiền đứng. Và nếu quý vị đứng được 1 tiếng rất là tốt. Đi 1 tiếng, nếu mà quý vị muốn tiến bộ thiền Tích Cực, đi 1 tiếng quý vị thử coi. Trong trường thiền hay chỉ với các trì giả đi và ngồi, đi ngồi đi 1 tiếng mà vậy. Đứng ở đâu? Đứng trong lúc mà hành giả đi kinh hành đó, hành giả có quay người đứng. Như vậy cái con đường mà quý vị đi kinh hành á, quý vị phải biết định nhất định. Quý vị đi trong quyết định á, chỉ đi trong giới vực đó thôi, 5 thước đi tới đó quý vị ngần, thì do đó quý vị đã đứng, muốn đứng thì quý vị đứng, và quý vị muốn quay đứng mà quay, chút về niệm đứng nữa đứng, rồi bắt đầu quý vị muốn đi mà quý vị mới đi lùi trở lại. Nào không phải đi lùi mà trở lại quay, sau khi quay được cũng niệm đứng, và nơi muốn đi rồi đi, và hết con đường 5 thước mà quý vị quyết định đó, quý vị đứng trở lại, đứng à. Thì giống như việc quý vị đi trong nhà quý vị, từ dách nhà bên này tới dách nhà bên kia, quý vị đi trong giới vực đó thôi, tôi vì dùng như vậy quyết định. Đi tới đó đứng, đứng, rồi mới quay đó của trong hành động đứng, rồi đứng nữa, rồi mới đi.
Thì trong lúc đó nó có đi, có đứng trong đó rồi, vì các ngài giống như ngồi một tiếng, đi một tiếng thì vậy. Còn giờ muốn đứng là đứng bằng cách đó ra. Bao nhiêu giờ, hay tùy trường hợp có thể chỉ đứng được một tiếng, 45 phút, 20 phút, tùy quý vị sử dụng một tiếng trở lại. Điều thứ hai, nếu còn mệt và cần, ok, đó là cái câu hỏi rồi sư trả lời đây. Con xin cúng dường Ngài bằng sự hành đạo của con, nguyện cho Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Câu thứ nhất rồi. Giờ câu hỏi số 2. Kính lễ Ngài, sau một thời thiền miên mật, con về phòng nằm nghỉ, nhắm mắt lại, vẫn theo dõi hơi thở ra vào. Bỗng dưng quá khứ hiện về như một cuốn phim rõ ràng từ lúc con 6-7 tuổi. Mở mắt ra thì hết, nhưng nhắm mắt lại thì cuốn phim lại tiếp tục ngay chỗ đang dở. Ngay chỗ đang dở, con phải mở mắt ra, con không ngủ được. Để vậy, trong trường hợp này, con phải ứng xử bằng cách nào, xin Ngài dạy cho. Kính lại Ngài. Như vậy, ứng xử bằng cách nào trong khi trường hợp quỳ ngủ, rồi bây giờ tới giờ ngủ, quỳ ngủ, khi mà quỳ nhắm mắt rồi đó, theo dõi hơi thở. Theo dõi thở, bỗng dưng một sự đột ngột tới, bất bình thường tới, quá khứ hiện về như một cuốn phim là từ xa tuổi đầy đây, đây có một cái vọng. Sở dĩ mà cái vọng khi quý vị nằm ngủ thì tâm theo dõi hơi thở ra vào thật, nhưng lúc đó tâm đã hời hợt rồi vì muốn ngủ, là không theo miên mật tích cực, thầy trốn đầy vọng đâu vào. Mà khi vọng vào đó bắt đầu từ 7 tuổi rồi thì dính mắt thì cái vọng đó cứ theo 7-6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, vân vân, thì nó kéo dài ra hành giả không ngủ được. Bây giờ khi mà nhắm mắt thấy nó mở mắt ra thì hết. Như vậy nhắm mắt lại thì cuốn phim lại tiếp tục ngay chỗ như vậy phải làm thế. Quý vị nghĩ như sao? Quý vị phải dùng tập ý là tâm. Như thế nào? Muốn ngủ phải niệm, muốn ngủ rồi chú tâm. Ngủ chú tâm ở đâu? Chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nó bị việc theo dõi phần, theo dõi không niệm, không niệm là phần, không niệm là sẽ chỉ để tâm nơi bụng nó thôi. Rồi bắt chợt vọng nó tới nữa, nghĩ niệm, suy nghĩ đôi ba lần là quý vị trở về vị trí nơi bụng. Vọng nó tới nữa, nghĩ niệm, suy nghĩ rồi quý vị kỳ này quý vị phải dùng tác ý muốn ngủ rồi chú tâm ra lại bụng trở lại. Khi chú tâm được thế đại đó muốn ngủ rồi, không niệm phần, không niệm xẹp. Nếu quý vị niệm phòng xẹp yếu, bắt đầu khi tỉnh là lại chế để tâm này bận thôi. Biết vị trí đó bận để đó, rồi chuyển động chút, rồi ngủ. Và nếu hình ảnh nó tới, quý vị niệm hình ảnh, thấy, suy nghĩ đôi ba lần, quý vị niệm là muốn ngủ, rồi trở về. Nếu mà cái vọng nó tới 10 lần, niệm 10 lần, suy nghĩ, nha. Và nếu nó tới 20 lần niệm 30 lần, 100 lần cứ phải niệm như vậy. Thấy đưa tới suy nghĩ niệm, nhưng niệm đôi ba lần rồi trở về nữa, muốn ngủ cứ như vậy,
muốn ngộ. Và ý muốn ngộ bây giờ là muốn ngộ mà. Đây là nói về cái tâm muốn ngộ. Ý nói là không suy nghĩ, không làm việc gì hơn là ngộ. Đây là cái ý quyết định. Mà cứ tập như vậy, tập như vậy, tập. Nếu thức cả đêm, tập cả đêm. Hơn là cái gì theo dõi vọng. Với niềm tâm muốn ngủ, hướng tâm trở về vị trí mà ngủ, mà đối tượng đạo tiên đó, cứ như vậy. Và quán tập luôn cho đến khi giấc ngủ tới, tự động tới thì đó, đó là cái sự nhắc nhở là như vậy. Thế trường hợp như vậy phải ứng xử bằng cách đó đó. Rồi dùng tác ý niệm muốn ngủ, rồi trở về với đối tượng đầu tiên, phòng sạp đẹp đó thôi. Rồi nhắm mắt ngủ ngủ, rồi ngủ này. Nếu quý vị như vậy, quý vị thử coi quý vị có ngủ được không? Và nếu quý vị không ngủ, quý vị không suy nghĩ, vẫn không mệt bằng quý vị suy nghĩ theo một cuộc đời từ nhỏ tới lớn, lớn 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 từ 6-7 tuổi tới bây giờ làm quý vị mệt. Và thế kính thưa Ngài, cho con hỏi, con có nghe nhất nhân là người có khuyết tật ngũ quan không hoàn chỉnh thì không tu thiền được. Ví dụ như có khuyết tật về mắt như màu khiếm thị, vậy người có mắt bị cận thị hoặc diễn thị nặng hoặc là già lão có ảnh hưởng gì tới việc thấy pháp không? Nếu chưa từng thiền vào lúc còn trẻ, kính thưa Ngài, chúc Ngài luôn mình khỏe an vui. Câu hỏi chắc như vậy này, con nghe là nhất nhân sinh ra là khuyết tật ngũ quan không hoàn chỉnh thì không tu thiền được. Rồi thật như vậy, ý nói là không đắc thiền này, không đắc được thiền được như đây. Ví dụ khuyết tật về mắt như màu làm sao không thấy được đấy, thế đây rồi phải chịu trả nghiệp màu đó. Như vậy thì hết nghiệp, cái nguyên nhân khác vô thường mà nó đưa tới nhị nhân nhà đấy, từ nhất nhân đưa tới nhị nhân. Vậy người có mắt bị này đó, bị cận thị, bị diễn thị. Cận thị diễn thị là khác, người trước mắt bình thường rồi đưa tới bệnh khiến cho cận thị hoặc diễn thị nặng hoặc là già lão, ảnh hưởng gì việc thấy pháp nếu chưa từng thiền vào lúc còn trẻ? Thì cái vấn đề già không ảnh hưởng, nếu mà đã thấy già thì chịu rồi đó. Vì vậy Đức Phật dạy, nếu mà muốn thiền tiến bộ tốt, tuổi còn trẻ còn khỏe, không có bệnh hoạn, có vật thật đầy đủ, có sự hòa hợp trong gia đình, trong nơi tụng chư tăng hòa hợp, những điều kiện này khiến cho người tu thiền bỏ trong năm điều kiện mất một điều kiện nào để làm cho thiền khó mà thiền bỏ được. Điều kiện như vậy, như vậy để tới già, nếu là già đã hết tu được rồi, vì nó khổ, sanh đã khổ rồi, già thật đã khổ rồi, mắt mờ rồi, tai điếc rồi, không có sức khỏe, làm sườn hướng dẫn tâm được. Như vậy quý vị nếu mà muốn tu, quý vị tu còn trẻ còn khỏe còn mạnh như vậy đó, nó được sự khuyến khích là như vậy. Nhất nhân đó, sự thật là không đạt được thiền, nhưng có cái tâm thiện tình ác có người nhất nhân. Thì ví dụ như là con thú, con súc vật, con chó, con mèo, con trâu, con bò, vân vân, con súc vật, thì nó có tâm thiện, tâm ác, nhưng cái chánh niệm như con người thì không có. Thì tâm thiện ác quỷ si rất là nặng, nó không nhớ được như con người. Nhưng mà có một cái tưởng,
nó tưởng, nó có tưởng nhớ được nó đi đâu nó nhớ được nhà có những cái tưởng đó, nó hoạt động cái nhớ một phần nó tưởng. Còn cái tâm mà có chánh niệm thầy khó mà hướng dẫn tâm chánh niệm được, vì người đó thiếu điều kiện. Nhưng tâm thiện tâm ác có thể hướng dẫn tâm đi à, như vậy gọi là avicca. Avicca không thấy được thứ gì để không thấy sự thật. Nhưng sankhara, cái chữ sankhara là cái tác ý thiện ác. Cái tác ý thiện ác thì dẫn thức đi đầu thai. Mà dẫn thức đi đầu thai này, nếu mà tác ý thiện thì nó dẫn thức đi sanh ra trong cõi lạc thú. Và nếu bất thiện nó sanh hướng con người đi sinh ở trong cõi khổ, à, khổ cảnh. Ví dụ câu chuyện của Đức Bồ Tát đi xuất gia. Khi Đức Bồ Tát đi xuất gia, ngài nhắc sa nạt chuẩn bị tới nay không ai hết, chỉ ta thôi, chúng ta muốn đi xuất gia. Sa nạt chuẩn bị ngừa kiềm trắc cho ta. Ngài sa nạt chuẩn bị sẵn sàng cho Đức Bồ Tát, ngược có một cặp giám la lầm giống như chữ thôi, tôi có việc về khuya như vậy mà đi. Nó chuẩn bị, nó thường nó la, nó hét cái mấy giờ trong đêm nó yên lặng, thầy con người nó phóng ra khỏi thành và đi. Như vậy con ngựa có một cái sự tâm thiện trung thành với chủ muốn làm sao, nó đưa Đức Bồ Tát một đêm tới sông Anuma. Thầy từ đó Bồ Tát nguyện xuất gia cho đó. Sau khi cắt tóc rồi đồ trang để một vị hoàng tử vua giao cho Sa Nạt. Này Sa Nạt, ta xuất gia rồi, ngươi trở về ta báo cho phụ vương ta biết là ta đã xuất gia rồi. Sa Nạt đau khổ vì chủ đã xuất gia, mình về với một trang phục của hoàng tử. Thầy trong đốc đó nói về con ngựa kiềm trắc. Thầy Sa Nạt về thì Sa Nạt này, ngựa kiềm trắc ta đi về, ngựa nó thương chủ, thương trước Bồ Tát Thích Phương Trang, vì tình thương xa, tình thương đau khổ, một cái cách quá thương đi khiến con ngựa như vậy mà bị, ta nói là cái tim, tiếng Anh kêu hát là tắc này chắc lại này. Cái tim nó không có hoạt động rồi, thầy tự nhiên nó chết đi. Mà chết như vậy vì thế tâm thiện đưa nghĩa cần rắc cái sân đông trên cõi trời. Này, đi sanh về cõi trời đấy, chúng sanh mà đi sanh về cõi trời thiền, cái gì thiền mà đưa chúng sanh về cõi trời. Thì khi Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết một thầy pháp một ngày nọ đó, con ở cầu nhái, nó nằm nghe, nằm dưới lá cây đó. Này, câu chuyện đi nghe, một người chăn bò đi ra đó cũng nghe. Thầy chăn bò cũng nghe, thầy có âm thanh của Đức Bồ Tát độ chúng sanh gọi là thần thông giáo hóa. Thầy ấy nên nghe âm thanh kỳ diệu, có một cái cảm giác la lòng đạo tới. Nếu ta la thôi, có một cái nghệ đặc, ta sẽ động, cái tiếng này sẽ tắt, ta không nghe được. Vậy ta phải đang chịu đau mệt, tiếng âm thanh cứ nghe cái đau chịu của nó thì chết liền trong giây phút đó. Tâm thiền Đức sanh nó cõi trời này, Đức sanh nhờ cõi trời của tự nhiên tỉnh lại. Cái gì lạ như vậy, từ ở đó mà ta có một cuộc lạ như vậy, tự nhiên thấy ta là một con nhái nằm bây giờ lá cây, nguyên nhân như vậy vậy đó. Ôi, ta phải xuống đánh lễ Đức Phật mới được, vì ngài đấy chỉ nghe vậy mà được sanh làm cõi trời. Xuống đánh lễ Đức Phật, Đức Phật của nhà ngươi là ai đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con là chư thiên đâu, con từ cõi người mà sinh làm thiên, làm sao sanh làm. Bạch Đức Thế Tôn, đó xác của con đó, con đang nghe ngài thuyết pháp. Thầy trong đốc có chuyện xảy ra như vừa kể thì con chết đi, tuy nhiên con sẽ về chư thiên. Bạch Đức Thế Tôn, con mình quá hoan hỷ, đứng đây để trả ơn Đức Thế Tôn, xin trả ơn ngài bằng cách con lại ba ngày này xuất vật con nhái mà sanh làm chư thiên. Con là thiền ác sanh về cõi
an vui. Có thiện ác sanh về cõi bất hạnh. Có một ông bà la môn vậy đó, giàu có tiếc của, không cho ai biết chôn của, quỳ si mê nhớ của, nhớ của, khi chết sanh làm con chó, sanh làm con chó. Thấy Đức Phật đi đi bình, con chó chạy ra xuống, xuống xuống Đức Phật nhìn thấy, nhà ngươi quỳ tiếc của mà sanh làm con chó hả? Có bao nhiêu đi con chó đó, tỉnh dậy nó buồn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chắc nếu mà như con người chắc kêu trời rồi. Thôi như nó buồn, nó buồn vô đâu, nó nằm nghỉ không ăn, không uống. Chỗ về, thấy con chó không ra chào, hỏi người, người nhà nói rồi sáo, nó chạy sủa Đức Phật. Đức Phật nói gì, nó về nó nằm như vậy. Ủa, thì sao ngài nói gì mà chó tôi buồn ra vậy? Chạy đó hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài nói gì mà chó tôi buồn như vậy? Đức Phật nói nhà người đi về, hỏi nó đó, hỏi thì sao? Nhưng người dỗ dỗ nó đó, ô hoàng trốn ở đâu? Ủa, ngài nói như vậy, thầy về hỏi nó, ô hoàng trốn đây, lạ lần về, không lẽ mà cha ta sanh nằm chó? Thế về làm theo Đức Phật, dỗ dỗ, sao? Hỏi kìa, và theo Đức Phật, dạy vua, đi xuống, dưới giường, nó kêu kêu con của chỗ nhà, chính con của con chó đó đào ra có hữu hoàng phải ơi, làm sao vậy bây giờ? Đây 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 si mê và sanh làm con chó, này si mê mà tâm tâm gì bất thiện, giận một chút thương một chút sanh làm con chó, mà giận chút sửa sửa Đức Phật bấy nhiêu đó. Đây chúng ta thấy luật nghiệp báo là như vậy. Đây là nói cái chuyện về liên quan với thì tạc y, thiền tạc y, người khuyết, khuyết thị, khuyết điểm mắt, tai vân vân, thầy có tâm thiền của tập ác, nhưng để mà đạt được thiền thầy không đạt được, nhưng tâm thiền ta đi được, và kiếp kế chỉ kiếp này thôi ngăn không đạt, nhưng mà kiếp kế không được. Mà kiếp ấy vì thay đổi và thay đổi. Vậy là câu hỏi của quý vị vừa phải với câu hỏi còn dư thì giờ tiếp mời phút cũng tiến về nhất là tiền 10 phút trước khi chúng ta hồi hương công đức 10 phút thiền. Như vậy quy lý mà sư giải thích thêm cái buổi sáng hôm nay giống là bài giảng đó. Ở trong cái câu hỏi của quý vị mong vị lãnh hội được nghe, quý vị cần 10 phút quý vị ngồi thoải mái thay đổi về nghe để chân sau cho thoải mái, một chân trước một chân sau, rồi thì mới dùng tập ý lại. Giờ phút này mong ngồi thiền, như vậy khi quý vị ngồi thiền vì có thể nhắm mắt được, và đi thiền vì nhắm mắt mở mắt 1/3 nào. Nhưng khi mà quý vị ngồi thiền vì nhắm mắt được, hoặc quý vị đứng thiền vì cũng có thể nhắm mắt được, hoặc quý vị mở mắt được không sao hết. Vì đứng và đứng thiền chú tâm lên bụng, trường hợp âm thanh tới vì phải niệm nghe màu sắc tới, vì niệm nào thấy quý vị cộng với đứng là đứng thấy được, đứng nghe được và đứng theo dõi phòng theo dõi sẹp được. Vậy quý vị trở lại với vai nghi ngồi thiền cúng dường Đức Thế Tôn bằng cách hành đạo trong thời gian 10 phút. Mời quý vị niệm tâm muốn thiền và muốn chú tâm vào đối tượng đầu tiên là hơi thở, hoặc chú tâm nơi bụng, tâm chú nơi bụng rồi chánh niệm tâm tịnh hảo sau tâm liền theo dõi kèm cùng một lượt cho tâm ở nơi bụng. Chánh niệm làm việc gì gọi là tiếng nói của chánh niệm không à? Đó là tiếng nói của chánh niệm sẹp à, tiếng nói của chánh niệm tâm tỉnh thức như vậy như vậy à, có người ta nghe nói là phòng nó nói vậy vậy và sẹp nó vậy tiếp tục. Bây giờ
Suy nghĩ, thì tâm suy nghĩ. Ai biết bây giờ thực tại hiện tiền gì xảy ra trong thân? Cơn mềm, năm lạnh, căng như đồng rung.
suy nghĩ niệm, dù suy nghĩ tốt, con niệm suy nghĩ tốt xấu, niệm suy nghĩ nó trở về vị hiện tại. Nam pe sankhara necha ti yada panya ya pasati tanem pindate dukkhe esamang ko visuddhiya nam pe sankhara dukkha ti yada panya ya pasati tanem pindate dukkhe esamang ko visuddhiya sampe dhamma ananta ti yada panya ya pasati tanem pindate dukkhe esamang ko visuddhiya. Nhân hoa công đơn Phật Đà, nguyện bảo giải thoát sanh già khổ đau, hoa tư nhân sâu sao tác thân tư đại cõi sao điều tàn. Nhân hoa công đơn thăm ma, nguyện bảo giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhân sâu màu tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Nhân hoa công đơn tăng già, nguyện bảo giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhân sâu màu tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Thế tôn lời giải tha tường, năm ba điều quang tưởng phải thượng xét ra, ta đây phải có sợ già, thế nào trên nà thoát ca lúc qua căn nà tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào trên nà thoát đắng mạnh nà lành, ta đây sự chết ta sẵn dành, thế nào trên nà thoát ca kiếp sanh mạng kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt cả sau tao ra tự mình theo ta nhờ bóng mà theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ly phiền não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai ai chớ quên. Thì tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dễ đau thương khổ nạn, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu.
Thì tuệ quang chiếu tỏ tường, tất cả pháp vô ngã chẳng thường là ta. Và cả lý phiền não ác ta, là thành tịnh đạo chẳng xa lối về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân Ngài đã cho chúng con cơ hội để mình trình pháp sáng hôm nay. Và bây giờ thì quý tiên sinh tiếp tục chủ trình lại chúng ta những kinh thành. Chúng ta chia ra làm hai trong cái thời này. Nửa tiếng đi kinh thành, rồi nửa tiếng chúng ta trở về ngoài tiền. Thì bây giờ cái thời sau chúng ta chỉ là trọn vẹn. Cho nên
cho nên kinh hành này chúng ta chỉ làm hai, nửa tiếng đi kinh hành, nửa tiếng thôi. Và thì có những nơi sẽ là chuẩn bị dùng cơm trưa, California thì chuẩn bị dùng cơm sáng, vân vân. Và bây giờ thì có phần trình trong những khóa tiếng Anh, sử dụng như có muốn nghe thì có thể ở lại nghe phần tiếng Anh. We thank you, Sayadawji, for the Dhamma talk this morning. Now is the translation to the English. This morning, Sado answered a few questions from the yogi. Questions relating to the practice. The first questions, the yogi said that at the end of the walking meditation, the yogi aware of the intentions and then the movement, and noting that the movement become very light, sometimes heavy, sometimes hard, and at that time the yogi would like to close his or her eye to see clear the object, to see clear the movement within his or her body, so that the mind can penetrate to the object more. So there is one thing to close the eye at that time. So the yogi asked Sarah if he or she can do that. So Sarah answered that when we do the walking meditations, we usually should be opening our eyes. If we have the intention to close the eye, then we close about 2/3 of the eye. At least allow 1/3 of the eye to be open so that we can see the path to know where we are walking to. In general, when we see something, we just aware of seeing and no seeing, seeing. We put the mind on the movement of the foot. So we can use about 1/3 of our eye just looking down, our eye just cast down and just keep with the movement, but the eye can be open 1/3 so that it can see where we are walking. So when we're walking, we should not be closing our eyes. So we can just close a little bit. And the question continued that if we are walking and we feel tired, can we stand? And if we can stand, how long? So Sarah answered that usually with the schedule, we sit for 1 hour and then we walk for 1 hour, walking meditation. And so standing is in between. It's a posture that is between not sitting and not walking.